Thank you.
Mà tải ruộng coi để quả dưa hấu này ăn nhỉ, ăn thôi. À lúc này không chặt luôn cái kia tí dây luôn. Mời tất cả mọi người nha. Hôm nay nói thật. Làm nó nước này, nóng quá. Bây giờ chân nắng lâu rồi. Không biết được. Chảy xanh mướt luôn. Con này hôm qua cầm lên nó uống rồi. Bắt được không mà uống. Con này có trứng nhỉ? Trứng rồi. To.
Con này hôm qua đi mua hơn 2 cân mà cá chép cũng nhiều này. Nhiều lắm. Con này hôm qua lên mua lên để làm ăn. Cân 2 cân con này. Đi nướng nhỉ. Đi nướng. Có cá chép. Chúng này chắc họ móc trứng sao ạ? Con trứng con này. Thank you.
Nụ bữa thôi nhỉ. Có vẻ ngon đấy. Mời tất cả mọi người nhé. Bản ngon thật đấy. Tôi cũng làm miếng xem nào. Ngon. Xin mời tất cả mọi người dùng bữa cùng hai quả cháu nhé. Ngon. Ngon thật. Con này hai con chó con lên. Cứ giờ ăn này. Wow, tuyệt vời. Cá nướng này ngon à? Ngon lắm. Ngon thật. No đấy. Có ăn được nhiều nhỉ? Béo quá.
cảm thấy đứt hết rồi. Phần em đi cho con đại cơ.